Chào mừng các bạn đến với video có thể bạn chưa biết, những kiến thức lịch sử Việt Nam. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá những sự kiện lịch sử quan trọng và những nhân vật lịch sử nổi bật đã làm nên lịch sử 4.000 năm của dân tộc Việt Nam. Từ thời kỳ Văn Lang và Âu Lạc đến các triều đại phong kiến, từ những cuộc khởi nghĩa oanh liệt đến các chiến thắng vĩ đại, video này sẽ mang đến cho bạn những kiến thức thú vị và đầy bất ngờ. Hãy cùng thử thách bản thân với những câu đố vui về lịch sử và xem bạn biết được bao nhiêu về lịch sử hào hùng của đất nước.